me in your pocket. Tell me what you need. I'm gonna show you a good time. I'll give you everything. Of you sweet little puppy. Sing me around every day. I know you wanna read this. Cause this is Sex Ole. Show you a good time, I'll give you everything. I'll be a sweet little puppy, take me around every day. I know you want to rest it. Xin chào mọi người. Như mọi người vừa thấy đấy, thì Linh vừa mới tham gia một cái buổi học dance online cùng với các học viên của mình. Thì với cái tình hình dịch rất là căng như thế này thì mọi người không thể đến phòng tập để cùng tham gia các buổi học được. Do vậy mà để đảm bảo cái việc tập luyện và duy trì vóc dáng cho học viên cũng như là cho chính bản thân Linh thì Linh đã mở những cái khóa học online để tất cả mọi người cùng tham gia tập luyện và có những cái thời gian để mà mình thư giãn cũng như là duy trì cho vóc dáng của mình lúc nào cũng được thon gọn và đẹp. Và ngày hôm nay thì Thúy Linh cũng muốn chia sẻ với mọi người một trong những cái bí quyết để mà Thúy Linh có thể là giữ gìn sức khỏe này, nâng cao thể chất của mình cũng như là giúp cho vóc dáng của mình ngày càng trở nên đẹp hơn, và đặc biệt là trong cái mùa dịch như thế này. Thì bây giờ các bạn cùng theo chân Linh nhé để xem đây là cái bí mật gì nha. Rồi ạ, đây. Bạn nhìn thấy không? Hôm nay thì Thủy Linh sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm cực kỳ là hiệu quả nha. Cho những ai mà muốn có được một thân hình thon gọn này, một vòng eo rất là nhỏ xinh, thì đó chính là Herbslin bột cần tây hồng sâm ạ. Rồi thôi không nói nhiều nha. Bây giờ Linh xoa thử cho các bạn nhìn đã nha. Rồi Linh sẽ lấy một gói ra nè. Ở đây thì Linh có một cốc nước. Cốc nước này khoảng chừng 100ml nhé các bạn nhé. Đó, rồi các bạn cho cái gói cần tây hồng sâm này vô. Vâng, cái nước này thì các bạn lấy nhiệt độ cho Linh khoảng 50-70 độ C nha. Vâng ạ, các bạn nhìn thấy có một cái màu xanh rất là mướt không? Wow, vâng, ngoáy đều. Vâng, chỉ mất 5 giây nhỉ. Vâng, các bạn nhìn thấy không ạ? Sau khi mà Linh ngoáy lên này, đây các bạn nhìn thấy ạ, nó vẫn còn một chút cái cặn đây này. Wow, mùi rất là thơm, Linh thử nha. Vâng, rất là dễ uống. Vâng, các bạn thường thì nghe đến cần tây thì Linh thấy là rất là nhiều người biết được là cần tây có công dụng gì. Đấy là công dụng là giúp là thải độc này, rồi là giúp giảm béo thon gọn, rồi là kích thích gọi là tốt cho cái hệ tiêu hóa của mình. Thế nhưng mà có vẻ như là bình thường nếu mà cần tây tươi á, thì hơi khó uống một chút đúng không ạ? Và một cái nữa là mỗi một lần làm các bạn có ngại không? Chứ như là Linh ngại lắm. Linh rất là biết là muốn uống để cho đẹp, nhưng mà cứ mỗi một lần là nào là mua về sau đó rồi cho vào máy ép lên thì hơi mất thời gian một chút. Thế cho nên là sau khi mà biết được bột cần tây hồng sâm này thì Thúy Linh được bạn bè này rồi người thân giới thiệu, thì Linh dùng được khoảng một tháng nay thì Linh thấy thứ nhất là về mặt tiện dụng là quá tiện luôn, quá nhanh luôn. Và một cái nữa đấy là Linh thực sự là thấy ấn tượng với những cái công dụng mà sản phẩm này đem đến. Thì các bạn thấy đấy ạ, sau một tháng, khoảng hơn một tháng nay Linh dùng đấy ạ, thì Linh thấy là cái bụng của Linh ấy, nó nhẹ hơn rất là nhiều. Và các bạn thấy không ạ, nó khá là thon đúng không ạ? Vâng, thật ra trước đây thì vòng eo của Linh thì cũng không có quá lớn đâu. Sau khi mà Linh sinh bé xong ấy ạ, thì vòng eo nó có nhỉnh lên một chút. Nhưng mà sau đó thì nhờ việc tập luyện này, và bây giờ thì Linh có sử dụng thêm sản phẩm này. Nhưng trước đây là Linh uống cần tây tươi ạ. Đó, thì bây giờ Linh thấy là cái hiệu quả cho cái vóc dáng của mình thon gọn và eo nhỏ hơn rất là đáng kể. Và các bạn biết không ạ, trong này thì nó còn có thêm một số những cái thành phần thảo dược khác, ví dụ như là hồng sâm, quả bứa này, trà xanh này, lá sen này, thảo quyết minh. Đây đều là những cái loại thảo dược phương Đông mà được sử dụng rất là nhiều trong cái việc là giúp là làm đẹp da cũng như là tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và một cái thành phần đặc biệt nữa mà Linh thấy là có ở trong cái bột cần tây hồng sâm này ạ, chính trong tên gọi của nó đấy ạ, đấy chính là hồng sâm. Thì từ trước đến giờ ạ, thì Linh thấy là mọi người được biết đến hồng sâm là một trong những loại thảo dược rất là quý. Quý ở chỗ là gì ạ? Nó có khả năng là tăng cường cái việc là thúc đẩy quá trình làm cho mình gọi là lão hóa chậm đấy ạ, tức là chống lão hóa và giúp cho mình đẹp hơn, sản sinh thêm vitamin này, rồi giúp cho mình
đẹp hơn mỗi ngày. Thì Thùy Linh thấy là sản phẩm này cực kỳ là hiệu quả nếu như mà các bạn quan tâm đến cái việc là giúp cho mình trẻ đẹp hơn mỗi ngày và duy trì cái vóc dáng thon gọn. Và các bạn biết không ạ, sản phẩm này, đố các bạn biết là sản phẩm này là Thùy Linh muốn nhắc đến một cái người mà Linh rất là ấn tượng để đảm bảo cho các bạn là đây là một cái sản phẩm cực kỳ là an toàn và đáng tin cậy. Các bạn biết là ai không? Vâng, thời gian vừa rồi thì chắc là các bạn rất là quen thuộc và rất là hot trong thời gian vừa rồi với bộ phim Bố Già. Các bạn nhớ Bố Già Trấn Thành không ạ? Vâng, đây chính là sản phẩm của Bố Già Trấn Thành đấy các bạn ạ. Vâng, và sau khi mà biết đến cái này thì Linh càng tin tưởng sản phẩm này hơn và sử dụng mỗi ngày. Các bạn nếu mà dùng ạ thì Linh thấy là rất là đơn giản thôi. Trước mỗi bữa ăn thì các bạn dùng trước 30 phút một ly này, và một ngày thì các bạn uống chia làm 2 lần nha. Vào ban ngày thì các bạn uống vào buổi sáng hoặc là buổi trưa, còn vào buổi tối thì các bạn uống một lần vào buổi tối. Và cũng nhớ là uống trước khi ăn 30 phút nha, để sản phẩm nó có hiệu quả cao hơn. Và đặc biệt là sao đây ạ? Nói nhiều quá khát nước cứ phải uống đã. Và sản phẩm này sẽ giúp cho các bạn là thải độc này, rồi là giảm mỡ này, thon gọn này, và đặc biệt là cũng sẽ làm mát và làm đẹp da cho mình nữa. Thế cho nên là hôm nay thì Thùy Linh chia sẻ bí quyết này với các bạn để các bạn sẽ có được một cái chế độ chăm sóc cơ thể cho mình an toàn hơn, lành mạnh hơn, vẫn đầy đủ dưỡng chất nhưng mà lại rất là hiệu quả. Chứ các bạn đừng nghĩ ăn nha, giảm cân nghĩ ăn là một cách không nên một chút nào cả. Chúng ta vẫn phải cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, và sau đó thì mình sẽ kết hợp tập luyện này, có thể tập nhảy như Linh chẳng hạn, và đồng thời là mỗi một ngày các bạn dùng 2 gói Herb Slim này. Vâng, chắc chắn là các bạn sẽ có được một vòng eo thon gọn và một vóc dáng rất là thế nào nhỉ? Cực kỳ là quá đã luôn, rất là đẹp ạ. Vâng, và Thùy Linh sẽ hy vọng rằng là các bạn hôm nay thử nghe Thùy Linh nha, và hãy chia sẻ cho những ai mà cùng có cái mong muốn đẹp da, đẹp dáng giống như Linh, để mình cùng nhau thử và cùng nhau đẹp nha. Chúc mọi người có một mùa dịch an toàn và sẽ luôn luôn chú trọng đến việc làm đẹp để mình mỗi ngày xinh đẹp hơn. Bye bye!